Designer đi cà phê kiểu vô một quán cà phê nhưng mà ngồi coi sách thiết kế. Và mình đang ở một quán cà phê mà mình cảm thấy rất là đáng đi. Khá nhiều sách về kiến trúc bình hấp. Ủa gì vậy? Em ấy kính chi tiết đó là thể hiện là việc chuyên trong thi công đó. Máy kính bình thường á, người ta làm độ dốc nó ngang với lại là các cái bê tông, nó chỉ là từ 1-2% thôi. Máy ở đây thì người ta làm độ dốc khoảng 7%. Tức là cái đó là khoảng 7%. Đúng rồi, cái đó là dốc hơn đó. Để vì sao? Bởi vì khi mà nước thoát cho bề mặt ít dốc thì nó được hấp chậm. Còn mà nếu mà dốc hơn thì nó thoát nhanh hơn. Thoát nhanh hơn thì nó cuốn theo bụi nó đi theo. Trầm kính được sử dụng bằng gạch kính sẽ tạo độ ấn xuyên thấu qua gần sóng. Trong cái loại gạch kính này sẽ không khiến cho chúng ta thấy quá rõ cái không gian ở trên. Nhìn mờ mờ ở trên này thì mình đoán ở trên có một cái không gian ghế ngồi thôi, thì có cảm giác là có người đang ngồi trên đầu mình đúng không? Nghĩ thoáng ra đi, khi mà chúng ta ở tầng dưới thì ở trên chả có người đi qua đi lại hay là nằm trên đầu hay là ngồi trên đầu. Qua là khi mà chúng ta thấy rất rõ như thế này thì cảm giác nó sẽ hơi mạnh một chút. Cái như đối với mình với việc đây là một quán cà phê thì cảm giác này cũng khá thú vị. Đây là cái dấu là huy đánh giá là khá cao, tại vì sofa này một khoảng cách rất nhỏ rồi sẽ tới cái bàn, sau đó một khoảng cách nhỏ hơn nữa rồi tới cái ghế và đằng sau là một cái tủ. Hai em ở đây là tại vì cái lối giao thông khi mà mọi người di chuyển vào đây là khá là khó khăn. Tuy nhiên nha, đối với mình á thì cái góc này vẫn hiệu quả. Ở cà phê thì ở đây chúng ta có một khu vực này, chúng ta ngồi cùng nhau ngồi nói chuyện gần gũi một xíu, ok, hơi bất tiện một xíu cũng không có vấn đề. Đằng sau nó sẽ hiệu quả trong cái chuyện là chúng ta sẽ có những trang trí đẹp hơn. Ở đây còn không cái đèn nữa bằng nè, một cái thương hiệu đèn của người Việt Nam. Hai bên tường nữa khác nhau, mà nếu như mình lựa chọn thì chắc mình sẽ chọn hai bên tường sẽ có hiệu ứng giống nhau. Cảm giác nó đồng bộ trong cái đoạn hẹp như này sẽ ok rồi. Kết thúc cuối tuần với một quán cà phê rất là ok. Hẹn mọi người ở những chuyến đi tiếp theo ha.